Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với Techmark Việt Nam. Nokia cho đến giờ vẫn được coi là một thương hiệu di động đáng được tôn trọng trong làng smartphone nói riêng và cả thế giới di động nói chung. Tuy nhiên thì có một thực tế là công ty Phần Lan đã trải qua một năm 2019 khá đáng buồn khi mà chứng kiến doanh số sụt giảm khá nghiêm trọng so với năm 2018 trước đó, cũng như là góp phần khiến mức thị phần nói chung bay hơi khá khá và đá văng họ ra khỏi top 10 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Không khó để nhìn ra sai lầm khiến Nokia suy thoái nhanh đến vậy khi mà công ty Phần Lan đã tỏ ra quá tự tin sử dụng phần cứng thế hệ cũ vào những sản phẩm thế hệ mới, và kết quả là dù các thiết bị của họ vẫn được đánh giá không hề tệ về tính năng và chất lượng, nhưng mà những sản phẩm của các đối thủ đã nhanh chóng đánh chìm điện thoại Nokia khi mà xét về sức mạnh trong tầm tiền. Do đó thì HMD cần phải thay đổi chiến lược ngay lập tức nếu không muốn công sức hồi sinh thương hiệu quốc dân một thời đổ sông đổ bể. Và mọi sự chú ý vào thương hiệu Nokia hiện nay đang đổ dồn vào chiếc điện thoại mang tên là 8.2 5G. Thực tế thì Nokia 8.2 5G đã được HMD Global hé lộ tại sự kiện Snapdragon Summit vào cuối năm ngoái và đã được xác định là mẫu điện thoại tầm trung đầu tiên của thương hiệu Phần Lan có kết nối 5G. Tuy nhiên khi đó thì các chi tiết kỹ thuật chính của sản phẩm vẫn còn là một ẩn số và mọi thứ chỉ mới dần sáng tỏ gần đây mà thôi. Cụ thể thì một nguồn tin thân cận với công ty Phần Lan từng tiết lộ rằng Nokia 8.2 5G sẽ mang đến khá nhiều điểm đổi mới quan trọng so với các điện thoại Nokia hiện nay. Giống như người tiền nhiệm Nokia 8.1 thì Nokia 8.2 5G sẽ có bộ khung kim loại và hai mặt kính, nhưng sẽ có nhiều điểm nâng cấp đáng kể thay vì lối thiết kế bị chỉ trích là giống iPhone của thiết bị đi trước. Một điều thú vị là sẽ chỉ có duy nhất một phiên bản Nokia 8.2 với kết nối 5G mà thôi, và phiên bản có kết nối 4G với giá rẻ hơn được cho là đã bị hủy bỏ. Nokia 8.2 5G sẽ được trang bị màn hình 6 inch độ phân giải Full HD Plus với công nghệ Pro Display giúp hiển thị các nội dung HDR10 và tự động điều chỉnh độ sáng cho phù hợp với nhiều điều kiện khác nhau. Màn hình của máy sẽ là một màn hình tràn viền toàn vẹn, không có tai thỏ hoặc là giọt nước hay là nốt ruồi, mà phần camera selfie sẽ được giấu vào một module bật lên ở khung trên màn hình, tương tự các điện thoại Redmi K20 hay là Oppo Reno. Độ phân giải của camera selfie được biết là lên tới 32 megapixel, theo tiết lộ thì là như vậy. Về phần cứng xử lý thì sao? Nokia 8.2 5G đã được tiết lộ sớm là sử dụng con chip Snapdragon 765G cùng dung lượng RAM 6GB với công nghệ LPDDR4X. Một phiên bản 8GB RAM cũng được lên lịch cùng với bộ nhớ trong từ 64GB hoặc 128GB, hoặc thậm chí có thể lên tới là 256GB. Công nghệ chip nhớ UFS 2.1 để tương thích tốt nhất với tốc độ tải có thể nói là khủng khiếp của mạng 5G, giúp giảm hiện tượng nghẽn cổ chai khi mà hoạt động. Camera cũng là một điểm đáng chú ý trên Nokia 8.2 5G. Nguồn tin thân cận hiện chưa chắc chắn với thông số camera của thiết bị chỉ tiết lộ rằng tại phòng thí nghiệm của công ty Phần Lan đang có khá nhiều nguyên mẫu về camera của máy, bao gồm cả một cụm camera kép 64MP và 16MP, nhưng mà khó có khả năng được thương mại hóa chính thức, mà thay vào đó là một phiên bản với 4 ống kính gồm camera chính 64MP kết hợp với camera siêu rộng, camera tele và cảm biến TOF 3D. Cụm camera mới sẽ tiếp tục được trang bị một số phần mềm chụp bokeh độc quyền từng xuất hiện trên mẫu Nokia 7.2, nhưng hứa hẹn là cải tiến mạnh hơn rất nhiều. Các chi tiết phần cứng đáng chú ý khác của Nokia 8.2 5G bao gồm viên pin 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh, được cài sẵn hệ điều hành Android 10, hỗ trợ công nghệ thu âm 3D Ozone Audio và cảm biến vân tay trong màn hình. Nokia 8.2 5G sẽ có giá bán trong khoảng từ 399 đến 499 USD, tức là sẽ cạnh tranh trực tiếp với iPhone 9 của Apple. Có thể thấy là trong tầm giá như vậy thì những gì mà chiếc Nokia 8.2 5G thể hiện sẽ không đến nỗi quá tệ như những người anh em tiền nhiệm của nó. Mức giá này là vừa đủ để chiếc điện thoại chiến lược của người Phần Lan có được một chỗ đứng nhất định trong tâm trí người dùng. Và đối với chúng ta, có lẽ sẽ phải chờ đến ngày 19 tháng 3, thời điểm mà thiết bị này được ra mắt chính thức, sẽ có được câu trả lời rõ ràng nhất. Còn các bạn thì sao? Các bạn có hóng chờ siêu phẩm tiếp theo của công ty Phần Lan hay không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mọi người bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.